Muốn thành tựu, cái chuyện đầu tiên nhất là không có cái tâm, không có cái lòng muốn bỏ chúng sanh. Mình muốn độ người ta mà cái tâm mình không có với người ta làm sao độ. Thứ hai là đối với chư Bồ Tát xem như Phật. Mọi người mình phải xem kính như Phật. Cho nên hạnh Bồ Tát Phổ Hiền này nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật là gì? Không phải là tượng Phật mình mới kính à. Cái gối này nè, cái bàn này nè, tất cả đều phải kính hết á. Tại sao? Tại vì khi mình cần là nó có mặt, khi mình cần ngồi nó có mặt. Cho nên vì vậy mà trước khi ngồi mình chắp tay mình xá, rồi mình ngồi xuống. Khi mình đứng dậy mình chỉnh chu nó lại cho nó đẹp, cho nó gọn gàng sạch sẽ. Đó, đó là lễ kính chư Phật đó. Thứ hai là trọn chẳng hủy bán tất cả Phật Pháp. Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Và thưa đại chúng, ở trên thế gian này có nhiều Pháp lắm. Pháp là gì? Là con đường. Pháp là con đường, ở trường hợp này là Pháp là con đường. Nhưng mà có những con đường nó không phải là con đường tỉnh thức, nó không phải là con đường dẫn mình đi tới giác ngộ. Nó là con đường dẫn mình tới chỗ khổ đau. Cho nên mình phải biết cái nào gọi là Phật Pháp. Thường thường người ta nói, khi người ta nói là ta nói rõ vậy đó. Pháp gọi là Phật Pháp vì đó là Pháp của Phật. Và Phật là tỉnh thức, đó là Pháp giác ngộ. Còn có trên đời này cũng có rất nhiều Pháp, nhưng mà Pháp đó làm cho mình đau thương. Cho nên khi mà mình có một cái khó khăn nào đó, mình đều muốn tìm một phương pháp để giải quyết. Nhưng phương pháp đó, nó là phương pháp của Phật hay là phương pháp của phàm phu? Phương pháp của phàm phu là ân quán phải sòng phẳng à. Còn nếu phương pháp của Phật là gì? Ân phải nhiều hơn oán. Hay là thậm chí phương pháp của phàm phu là gì? Lấy oán báo oán. Còn phương pháp của Phật là gì? Lấy ân báo oán. Tại vì chỉ có khi nào lấy ân báo oán thì oán mới tiêu. Còn lấy oán báo oán thì oán chập chồng. Bốn là biết các quốc độ không có cùng tận. Các quốc độ là gì? Là nơi chốn. Quý vị thấy không? Bây giờ thí dụ mình tự hào mình nói là tôi đi du lịch khắp nơi. Khắp không? Đâu có hết nổi. Đi không hết. Cho nên ngày xưa Ngài Huyền Trang á, Ngài đi Ấn Độ á, từ ở Trung Quốc mà Ngài đi bộ, đường đi của Ngài, Ngài đi tới nước nào là Ngài ghi rất là kỹ. Đọc ở trong quyển Đại Đường Tây Vực Ký á, thì mình mới thấy là Ngài rất là kỹ. Đến cái nước đó là Ngài còn ghi chú lại là Cái nước này tên gọi là gì, rộng bao nhiêu, dân số làm sao, phong tục tập quán như thế nào, tín ngưỡng gì, Ngài ghi rõ trong đó hết. Ngài ghi rõ hết. Đó là mình nói về cái quốc độ, là mình nói tới cái quốc độ, cái cõi mà chúng ta đang sinh sống đây nè. Còn nếu mà nói về cái cõi tâm á, thì thôi, vô cùng vô tận, nói không hết. Bây giờ ngồi đây nè, hỏi anh đang ở quốc độ nào? Tôi với anh cùng đang ở một quốc độ Tây Thiên. Nhưng mà hiện tại ngồi đây, mỗi người mỗi quốc độ. Tại quốc độ trong lòng anh sao tôi đâu biết. Cho nên Bồ Tát mà muốn độ chúng sanh đó, biết được cái tâm niệm của chúng sanh. Quý vị để ý trong kinh đó, Bồ Tát nào muốn hỏi gì chưa dám hỏi, lúc bấy giờ Bồ Tát kia liền quan sát, thấy Bồ Tát này có ý muốn hỏi vậy cho nên nói. Có không? Thỉnh thoảng mình nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát biết tâm niệm của chúng đang nghĩ gì, cho nên đứng lên đại diện cho đại chúng hỏi Phật. Đó là tại sao? Vì các ngài quan sát cái quốc độ, vì các ngài hiểu được mọi người đang có cùng một cái tâm nghĩ như vậy. Cho nên nhiều khi mình sống chung với nhau, mặc dù chung một quốc độ mà hình như không hiểu nhau. Tại vì sao? Tại vì mình có chung một quốc độ mặt đất thôi, nhưng mà tâm nó không thông, không có hiểu được nhau đang nghĩ gì, không có hiểu người thương mình đang khổ đau như thế nào, cái quốc độ của họ đang như thế nào để mình trợ duyên cho họ.
Còn các vị mà người ta có tinh tế một chút thì người ta sẽ nhận ra cái đó. Giống như là giữa thầy và trò nói chuyện đó, hỏi ngươi ở đâu tới, nói dạ con ở chỗ đó tới. Ở chỗ đó như thế nào? Ồn náo, thí dụ vậy. Xong rồi cái vị nó ồ chỗ đó ồn ào quá ha. Thì người đệ tử nói dạ quốc độ con an ổn. Dạ mặc dù chỗ đó ồn náo đó, nhưng mà quốc độ con an ổn đó. Trong một năm qua quốc độ mình có an ổn không? Ngày hôm qua có một cô Phật tử lần đầu tiên mới dám bước ra khỏi cửa lên tới Tây Thiên. Suốt năm nay là ngồi nhà, nằm nhà, không hỏi sao vậy, sắp sửa ra cửa cái tôi nói có con dịch này, có con dịch kia, có con dịch nọ, cũng nghe riết ở nhà không, cũng đi đâu hết. Sợ quá. Tại vì sao? Tại vì mỗi người, người ta gom lại một quốc độ bất an cho mình, rồi cuối cùng mình gom hết trở thành một đại quốc độ không an. Cái gì mình cũng sợ hết. Cho nên nhớ cái chữ quốc độ là hai phương diện đó. Bồ Tát biết tất cả quốc độ không có cùng tận. Nhưng mà nhờ như vậy đó, quý vị nuôi con mình biết quốc độ của con không? Biết chứ, ít nhiều cũng biết chứ. Tại vì sao? Tại vì mình có thương nó. Mình có thương con mình có để ý con mình. Cho nên nó nghĩ gì, nó muốn cái gì, mình mặc dù mình không dám nói là biết 100%, nhưng phải 70-80% mình hiểu ý nó. Có nhiều khi các vị cha mẹ nó cũng tế nhị lắm. 5 ngày sống chung với con cái rồi, vợ chồng nó cứ đụng chạm với mình suốt. Cái cuối tuần hai ông bà rủ đi đâu, biết chi không? Để cho hai vợ chồng nó có một quốc độ riêng. Rồi mình lớn tuổi rồi mình cũng cần có một quốc độ riêng. Đó là mình hiểu đó. Năm là rất có lòng tin mến nơi Bồ Tát hạnh. Thí dụ mình thấy ai làm việc gì á, mình đừng có nghĩ, mình đừng có nghi ngờ người ta, mà thay gì như vậy mình nên sanh cái tâm là đó là hạnh của Bồ Tát. Có một Phật tử khoảng chừng tuần hai tuần thì sẽ ghé chùa một lần. Mỗi lần cái vị này mà ghé chùa mà thấy các Phật tử đang làm việc ở dưới lầu á, là cô lên cô gặp Pháp Hòa, cô nói trời ơi, từ tận trái tim của con thấy ở dưới lầu ai cũng là những Bồ Tát hết. Tại vì người ta hy sinh thời gian công sức của người ta đến đây để người ta trang rãi, ta phụ cho chùa. Đó là mình, nếu mình có cái nhìn đó, thay vì mình chỉ trích thì mình thấy ai làm được việc gì thiện thì mình đều nói đó là hạnh của Bồ Tát. Hồi sáng mình đọc phải không? Con nguyện xin tập nhìn mọi người xung quanh con bằng con mắt gì đó, bằng tấm lòng hiểu biết. Con nguyện bằng nghe khổ đau của người ta, bằng đôi tay xót thương, bằng tấm lòng hiểu biết. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Nhiều khi có những người, người ta đâu có làm gì được, ta nghe không. Sáu là chẳng bỏ tâm bình đẳng hư không pháp giới Bồ Đề. Tâm Bồ Đề bình đẳng. Mà cái tâm Bồ Đề này nó rộng khắp như là hư không vậy. Bảy là quán sát Bồ Đề giác đạo nhập Như Lai lực. Mỗi người ở đây ai cũng có cái lực hết á. Nhưng mình làm sao mình có được cái lực của Như Lai? Lực của Như Lai là lực gì? Việc gì đến mình nhận, việc gì đi mình biết. Tại vì cuộc đời này vốn có đến có đi. Quý vị biết không, trong khóa tu mùa xuân này nè, lẽ ra là mình sẽ có đủ, nếu mà đầy đủ đó ha, là có Phật tử Vancouver qua nè, có Phật tử Toronto qua nè, có Phật tử ở Quebec qua nè, có Phật tử ở Winnipeg nè, rồi có Phật tử ở Regina nè,
Phật tử Khauri nè, mà bây giờ kiểm lại á, Winnebeck đăng ký 8, đi tới đây rớt còn 3. Cô ở Montreal đã có vé máy bay rồi, cuối cùng á cổ đi làm thì trong hãng cổ có người bị bệnh, rồi cổ phải đi thử và cổ bị cách ly, rồi rớt. Hai Phật tử ở Vancouver in vé máy bay ra rồi luôn, sáng hôm sau là lên máy bay luôn. Pháp Hòa nói đầu phone ra phi trường thử coi, phi trường không cho đi, rớt. Thấy không? Rồi một gia đình ở Regina ghi danh và nhất quyết dữ lắm mà tới bữa nay chưa thấy. Rồi Kelly đăng ký 3 người, hồi tối 9 giờ lên tới Trúc Lâm. Lên tới Trúc Lâm xong rồi nói nếu có ai lên thì lên, còn không thì ngủ lại đi, sáng mai lên sớm. Sáng nay lên chánh điện ngó lại có ông bà tài xế à. Hai người lơ không thấy. Phải không? Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là như là gì? Như như bất động. Lai là gì? Đến đi. Đó. Nghĩa là mình thấy cái việc đó sẽ thành công trước mắt đó, nhưng mà cuối cùng không có gì hết. Có những vị người ta nôn nức đi dữ lắm, mua vé, đặt vé đủ thứ hết. Thành thử ra cuộc sống này không có cái gì mà bảo đảm hết. Cái gì nó cũng có thể rơi rớt, cái gì nó cũng có thể xảy ra. À, giống như mình hay đùa nói, không có gì chắc hết, chỉ có một cái chắc thôi là chết chắc. Còn ngoài ra là không có gì chết, không có gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Cũng giống như Pháp Hòa nói, cái danh sách cầu an là không có chắc, còn qua danh sách cầu siêu rồi không thay đổi. Nằm ở trong danh mình đồng, mình nằm ở trong danh cầu an chứ cũng không có bảo đảm tại cái danh sách này thay đổi. Ví dụ như năm nay mình cầu an 46 tuổi, năm tới không đổi gì cũng phải đổi tuổi, đổi lên 47. Còn người nào mà cúng sao mà giải hạn đấy, năm nay sao gì, năm tới phải sao khác. Mà hãy qua danh sách kia rồi là hạn khỏi đổi, sao khỏi đổi, chết hồi 2 tuổi, trên 50 năm sau cũng tụng có 2 tuổi. Không có thay đổi. Cho mình phải có cái lực của Như Lai. Cái lực đó để làm gì? Không phải để mình vững dưng, nhưng mà để mình vững tâm. Để mình vững tâm. Tám là siêng năng tu tập vô ngại biện tài. Nó có một cái biện tài là gì? Biện tài nghĩa là tài năng. Mà cái tài năng này á, nó vô ngại, là không có trở ngại. Ví dụ như từ vô ngại, hay là mình có cái biện tài gọi là gì? Nhạo thuyết, thích nói. Từ vô ngại, pháp vô ngại, những cái pháp gì mình biết không có trở ngại, ai hỏi mình có thể mình giải thích rõ ràng được. Cho đó gọi là tu tập vô ngại biện tài. Muốn có được cái này, mình phải trao dồi Phật Pháp. Chính là giáo hóa chúng sanh không nhàm mỏi. Mình muốn độ chúng sanh đó, không phải dễ đâu. Tại vì đã nói là độ thì có nghĩa là nó khó, chúng sanh thì can cường. Cũng giống như bây giờ á, mình hay nói vậy là trời ơi sao con cái bây giờ khó dạy quá. Đa phần sẽ nói câu đó. Tại sao? Tại vì cái thời của mình sống á, đa phần là dễ dạy, gì mình vẫn còn ảnh hưởng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Và cha mẹ nói con phải nghe. Vì cái môi trường đó, đi vô trường học, đi ra bên ngoài, nhất nhất đều nghe cái đó. Cho nên cái môi trường cái nó tạo thành mình sống theo cái cách đó. Nhưng ở đây bây giờ hết rồi. Bây giờ con cái mà nó nghe lại mình có, không phải là không còn gì hết, hiếm lắm. Và nếu có nghe
nó nghe phần thôi, nghe cái gì nó cảm thấy hợp ý với nó, còn cái gì nó cảm thấy mình không make sense, mình không có, mình không đúng, thì nó sẽ có thể nó còn một, nó dễ thương á, cái gì nó cũng dạ mà nó không làm. Còn nếu mà nó không dễ thương, nó sẽ chống lại, nó sẽ nói lại cho bằng được. Đó không? Thành tử ra mình phải hiểu cái đó. Tới khi mà mình không có, mình cái chữ Pháp Hòa hay nói là khi mình buông á, không có nghĩa là mình không cần biết gì nó hết. Không phải là mình không khe nó, nhưng mà mình sẽ thương nó, mình quan tâm nó trong cái tĩnh lặng, trong cái im lặng của mình. Mà không có, Việt Nam mình là thương con là phải xô ra. Ví dụ như nó lớn mấy chục tuổi vậy đó, gặp nó là phải ôm, phải nựng, phải đủ kiểu. Mà nó không thích, nó không thích. Nhưng mà cái kiểu của mình là vậy. Cái kiểu của mình là phải thích. Mấy thầy chùa đây, hồi vô chùa tu là 10 tuổi, 9 tuổi, 7 tuổi là một chú tiểu nhỏ, mình vẫn ôm, mình vẫn nựng như vậy. Bây giờ hơn 30 tuổi hết mà vẫn như thế. Thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng lên phòng Pháp Hòa là Pháp Hòa vẫn giỡn và vẫn nựng như hồi còn nhỏ vậy. Đó là cái kiểu của mình đó. Nhưng mà mình phải nói trước nha, cái này là kiểu Việt Nam. Ở trong kinh thường dùng cái chúng sanh can cường. Tại vì bản chất của chúng sanh này khó uống lắm. Thứ 10 là gì? Là trụ nơi tất cả thế giới không tâm nhiễm trước. Đi hết tất cả nơi mà không có chỗ nào mình nhiễm hết. Tại vì sao biết không? Tại vì chỗ nào cũng giống nhau. Quý vị nhớ cái bài thơ của ông Tô Đông Pha không? Mù tỏa Lô Sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa Lô Sơn sống triết gian. Ở bên Trung Hoa nó có hai cái địa điểm đẹp, dĩ nhiên là nhiều, nhưng mà ở trong cái bài thơ này nó diễn tả thứ nhất là sương mù ở trên núi Lô và những cơn sóng ở sông Chiết. Mù tỏa Lô Sơn, núi Lô là Lô Sơn á, sóng Triết Giang. Nghe đồn hai cái đó đẹp lắm. Đời người mà chưa được đến hai chỗ đó thì hận lắm à. Khi đi chưa đến hận vô vàng, phải tìm mọi cách để đi. Đi được đến đó rồi, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là gì? Cũng là mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang. Bây giờ quý vị nghe nói Âu Châu rất đẹp, sông Sen rất đẹp, phi trường Chạc Đồ Go rất lớn, cái vườn gì Lục Xâm Vua, qua đó mới biết, đi mà không nhìn ở dưới là đạp mình chết luôn á. Tại vì người Âu Châu là họ thích dẫn chó đi chơi, mà cái vườn đó là quá trời chó luôn, mà ở dưới là con chó không. Thí dụ, Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mình nghe đồn sông này sông kia, mình tới thì cũng nghe hồi xưa thì mình nghe sông Sen có gì đẹp không, Paris có gì đẹp không em. Mình nghe diễn tả thì nó đẹp đó, nhưng mà đến rồi thì cũng vậy thôi. Lô Sơn yên tỏa Chiết Giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu. Đó, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đắc đáo hoàng lai vô biệt sự. Tới rồi đâu thấy gì khác đâu. Lô Sơn yên tỏa Chiết Giang triều, mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang. Bây giờ mình đi đâu rồi mình cũng thấy giống hết á. Thậm chí những cái người mà vĩ nhân, mình nghe đồn đi, mình nói chỗ mình gặp đó, ta hỏi ủa vậy thôi hả, đâu có gì đâu. Ủa chứ muốn gì. Giống như hồi xưa Quý Hòa Thượng á, trời ơi nổi tiếng, một vị mà đạo cao đức trọng đồ, ai cũng nghe tiếng hết.
Tới khi mà quý ngài đi về miền quê á, quý ngài giảng đó, trời, dân chúng đổ ra đi nghe giảng. Xong cái hòa thượng hỏi đạo hữu chỉ cho thầy nhà vệ sinh thầy đi. Cái ông hòa thượng vô, ông ngồi, ông rửa tay, ông nghe ngoài nói, trời, hòa thượng mà cũng đi toilet nữa. Hòa thượng mà cũng đi vệ sinh nữa hả? Ông ra mắc cười, ông nghĩ bụng nó không biết ông nghĩ mình là cái gì mà ông đi quá rung. Hòa thượng mà cũng đi quá rung nữa. Cho nên nó Như Lai là vậy đó. Như Lai là Đức Phật của mình đó. Được gọi là Như Lai là sao? Tại vì ngài đến cuộc đời này thấy như thế nào thì ngài đi như vậy. Mình đến làm sao, mình đi làm sao, Phật cũng y hệt như mình, không có khác gì hết đó. Chỉ có cái khác là gì? Giữa tỉnh và mê thôi. Chứ còn cái hiện tượng sự sống nó giống nhau. Ví dụ Phật cũng ăn, mình cũng ăn. Nhưng mà cái ăn, cái cách ăn của mình với Phật nó khác. Cái giữa ăn của cái người tỉnh người mê nó khác. Người tỉnh là ta nghĩ gì phải không? Thí dụ đơn giản đi, cái người mà có tu tập chút thôi, ăn để sống. Nhưng mà cái người mà không có tu tập á, đành rằng ăn để sống, ăn ngon sống mới nổi. Ăn ngon sống mới vui. Đó. Nên mặc để ấm, mặc đẹp vẫn thích hơn. Chứ thì người tỉnh thì cũng mặc, mà người mê cũng mặc. Nói chung là Phật mình giống nhau hết á. Chỉ có cái điều là tỉnh cái thái độ thôi. Mình nghe một người ta nói một cái câu sốc hông vậy đó, mà cái người mà mình nóng nảy á, thì mình sẽ phản ứng lại liền. Còn cái người tinh tế á, thì người ta không có phản ứng. Tại vì người ta hiểu ảnh nói sốc tôi là để mong tôi bộc lộ cái cơn giận. Nhưng tôi đâu có dễ dàng gì tôi bị cái đó. Thì người ta nói riết thời gian cái ta thấy sốc hoài sao không, mình không có sao hết. Thì người ta không làm gì nữa hết. Cho nên đó, tất cả đều chỉ khác ở cái chỗ tỉnh mê chứ không có gì hết. Cho nên cái chỗ là trụ nơi tất cả thế giới mà không có nhiễm trước. Tại sao các Phật khác ở cõi tịnh độ hết sảy không à? Nè, Phật Di Đà ở tịnh độ cực lạc nha. Chỗ đó là cây vàng lá ngọc, không có gió thổi cũng nghe pháp nữa đó. Rồi Phật Dược Sư thì thôi cõi lưu ly không, các cõi Phật khác đều là đẹp cực kỳ. Có mình cụ Thích Ca Mâu Ni là ở cái cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà này là quá trời quá đất. Từ chúng sanh con người cho đến Phật. Vậy mà chỗ đó lại là cõi tịnh độ của Phật Thích Ca. Tại vì sao? Tại vì ngài lấy cái đối tượng này để giáo hóa. Tại vì không có, ngày hôm qua quý vị đọc phẩm Phổ Hiền quý vị thấy. Nếu mà cái cõi đời này mà không có những cái này thì sự có mặt của Đức Phật không cần thiết. Quý vị đọc ở trong kinh Vô Thường á, bài kinh rất là ngắn nha. Mà bài kinh nói rằng á, này các vị, ở thế gian có ba việc mà người ta không có thích, người ta không có ưa, người ta không có như lòng, người ta không có muốn nghe. Đó là gì? Đó là già, là bệnh, là chết. Ở thế gian có ba việc không như lòng, không đáng nhớ, không mong muốn, vì là ba ấy là già, bệnh và chết. Nhưng mà đặc biệt là chính vì cõi này có ba thứ đó, cho nên Như Lai mới có mặt để nói lên cái này và con đường thoát ly. Thí dụ mình có thức ăn, mình có quần áo đẹp, mình mời, mình xin cho người ta lấy chứ. Hôm rồi có một thầy thì làm từ thiện đó mà. Phật tử mới hùng tiền lại rồi đi mua đâu được gần 100 cái quan tài để đi cho từ thiện cho những ai người ta cần. Ông làm xong ông mới than, nói trời ơi, giờ đem 100 cái quan tài về không biết để đâu. Mà bây giờ không lẽ gặp ta nói bác cần quan tài không? Cái gì mình cho cũng được hết á.
Ví dụ mình có áo quần, có đồ ăn gì, mình gặp người ta mình nói chị này táo này chị ăn không? Không, mình nói đây tôi có 100 quan tài xài không? Cái này người ta chẳng những người ta không xin mà ta còn chửi nữa đó. Thấy không? Ở đây có những cái nhà hoàng đó, nó hay lên nó nói thầy cho tôi tới chùa thầy để tôi giới thiệu về nhà hoàng tôi. Tôi nói ông có giới thiệu thì giới thiệu mà không được hỏi nha. Không được hỏi chị có cần không. Thật ra cái đối với người Mỹ cái chuyện lo hậu sự là chuyện rất bình thường. Rất bình thường là tại sao ai cũng phải đi đến ngày này và ai cũng cần phải chuẩn bị, và thậm chí chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Và thậm chí mình biết trước mình yên tâm là mọi việc nó đã được sắp xếp. Ví dụ như mình đã đích thân mình thấy cái quan tài, mình thấy mọi thứ mình chuẩn bị sẵn. Thậm chí có nhiều người có tiền ta trả sẵn luôn, nghĩa là khi nào mất là chỉ cần báo là mọi thứ đã xong. Nhưng mà người của mình thì không có thích nói mấy chuyện này. Nhưng mà mình qua đây riết ở lâu rồi bắt đầu cũng dần dần có thể thành cái, có thể quen được cái đó. Bây giờ có thể chuẩn bị trước. Nhưng mà có một số các vị rất thích, không có thích nghe mấy cái này, không có thích nghe. Thậm chí lên chùa nghe kinh gì nghe, chứ tới hồi cúng linh là đi á. Tại vì không có muốn nghe những cái lời buồn khổ đó. Nhưng mà thật sự ra lâu lâu phải có nghe. Nghe để làm chi? Để mình biết. Mình biết chứ không phải để mình sợ. Sợ gì nữa là sợ. Bây giờ mình sợ người ta, mai mốt mình đâm nó ai sợ mình. Cho nên á, cái chỗ gọi là nơi tất cả thế giới mà tâm không nhiễm trước, mình đi đến hết, mình trải qua hết, nhưng mà không có gì, mình bình thường. Đó là 10 cái điều mà các vị Bồ Tát có thể thực hiện. Chư Phật tử an trụ trong 10 pháp này rồi, thời có thể đầy đủ 10 thứ thanh tịnh. Thế mà mình an trụ ở cái được 10 cái hạnh này á, thì mình sẽ có 10 thứ thanh tịnh. Đó là gì? Một là thông đạt thậm thâm pháp thanh tịnh. Thông đạt là gì? Tức là mình thông suốt. Cái pháp nó thâm sâu và thanh tịnh. Hai là thân cận thiện tri thức thanh tịnh. Chữ thanh tịnh ở đây là gì? Thanh tịnh có nghĩa là trong sạch. Thanh tịnh còn có nghĩa là không có nhiễm ô. Nó ngược lại với nhiễm ô. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa rót cho quý vị một ly trà, không có một ý niệm gì hết, chỉ thấy bác này đang ho quá, mình đưa chai nước thôi. Đó là mình đưa chai nước thanh tịnh. Cái tâm mình nó trong sáng đó. Mình thấy bác kia ho, mình đem ly nước tới, mình không có cái gì hết. Thì tất cả các mình phải thông đạt các cái pháp bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Nghĩa là gì? Việc gì nó đến đó, mình tiếp nhận nó như vậy. Hai là thân cận thiện tri thức, chơi với bạn gần gũi thiện tri thức cũng thanh tịnh, người ta thanh tịnh mình cũng thanh tịnh. Ba là hộ trì chư Phật pháp thanh tịnh. Hộ trì là gì? Hộ là giúp đỡ, trì là gìn giữ. Hộ trì là mình giúp đỡ, mình gìn giữ cho Phật pháp. Pháp Hòa hay nhắc như thế này, và các vị tôn đức cũng hay nhắc mình: nhân hư đạo bất hư. Con người có sai chứ đạo đâu có sai. Ví dụ mình thấy chúng sanh, thậm chí từ người xuất gia cho đến những người cư sĩ, họ làm gì sai đi nữa, chính họ sai thôi, chứ còn bản chất của đạo giáo đó không có gì sai. Mình không nên nghe một chúng sanh nghe cái điều gì đó rồi mình xúi, thấy chưa? Cho nên có nhiều người, người ta giận ai đó, người ta ghét, người ta thấy điều sai của một người nào đó, người ta bỏ Phật pháp, người ta bỏ một cái đạo giáo. Nhưng cái đó không phải vậy. Nhân hư đạo bất hư. Có nhiều vị lên nói vậy nè, nói bây giờ là con hồi đó con quy y với thầy đó, bây giờ cái thầy đó thầy không còn tu nữa, vậy con có cần quy y lại không?
Pháp Hòa nó cũng không cần thiết, tại vì quy y là Tam Bảo, là Tam Bảo chung Phật Pháp Tăng. Vị thầy đó chỉ là người đại diện cho Tăng trong lúc đó thôi. Bây giờ thầy đó không còn tu thì thầy đó ra, nhưng mà Tăng Bảo đâu có mất, Tăng Bảo vẫn còn, thì mình vẫn tiếp tục nương tựa Tam Bảo. Và hơn nữa quý vị nhớ là Tam Bảo là ba viên ngọc quý, cho nên mình phải khuyến khích, mình phải khuyến tấn chúng sanh. Hồi đó Pháp Hòa có cách đây khoảng chừng hơn 20 năm, thì khi đó các cô các dượng của Pháp Hòa bên Mỹ muốn quy y Tam Bảo, Pháp Hòa qua rồi các vị phát tâm, bắt đầu học hỏi Phật Pháp rồi bắt đầu muốn phát tâm tu tập. Thì các vị mới nói giờ muốn quy y Tam Bảo. Pháp Hòa mới nói quý vị ở vùng đó có vị hòa thượng đó đó, ngài rất là đức độ, lên quy y với ngài đi. Pháp Hòa khuyến khích người thân Pháp Hòa đi quy y với vị hòa thượng. Tại sao? Tại vì mình khuyến khích cho người thân mình nương tựa Tam Bảo để họ có một cái con đường họ tu tập. Mình đâu có ở gần họ mãi mãi mà nhắc nhở, phải không? Mà hơn nữa sát bên đó, thí dụ mai chiều nay hòa thượng tịch, chừng đó họ nương mình cũng không sao, nhưng giờ trước mắt hòa thượng đang ở đó, các vị lên đó tu quy y nương tựa hòa thượng nhờ cái đức của ngài. Chào quý vị, tất cả các cô và kéo nhau lên quy với hòa thượng hết. Rồi sau này hòa thượng tịch rồi á, các vị mới y chỉ. Nhưng mà Pháp Hòa nói ở đây là mình phải khuyến tấn, chứ không có nên xúi biểu. Tại vì cái đó là cái nhân không lành. Mình quý vị nhớ là người ta hướng tâm thiện đó, nó vẫn tốt hơn là mình bài xích để cho người ta khơi một cái tâm niệm không thiện. Thôi đời này toàn là người tu dởm không à, đừng quy y, đừng có tu hành gì nữa, đâu nói vậy được. Thí dụ như giống như ngài Huyền Trang mà dạy cho vua nhà Đường vậy đó. Ông nói trẫm chỉ lại Phật lại Pháp thôi, trẫm không có lại Tăng, trẫm không quy Tăng, tại vì Tăng là có nhiều ông Tăng không có tu. Hòa thượng ngài Huyền Trang nói một câu rất hay. Ngài Huyền Trang nói như thế này, ngài Huyền Trang mới nói khi mà trời hạn hán, hoàng thượng muốn cầu mưa, hoàng thượng phải làm một con rồng bằng đất để cầu mưa. Mặc dù cái cục đất đó không phải là con rồng, nhưng mà hoàng thượng muốn cầu mưa phải nương vào con rồng đất đó. Một vị tăng không có thể sanh, không có thể làm cho hoàng thượng, không có thể cho phước hoàng thượng được, nhưng mà từ nơi cái người đó hoàng thượng có phước, hòa thượng gieo phước. Người ta không cho mình, nhưng mà nhờ họ mà mình có phước. Pháp Hòa ví dụ, cái người nghèo họ có cho mình phước, họ có cho mình đồ ăn không? Không, tại nghèo lấy gì cho. Nhưng mà chính nơi họ, họ giúp cho mình có phước. Tại vì họ nghèo, mình mới có cơ hội mình cho họ cái của mình có. Thì nhờ họ mình có phước, mặc dù họ không cho mình phước, nhưng mà nhờ họ mà mình có phước. Chúng sanh cũng vậy, có những người người ta kỳ cục lắm, mình gần người ta mình không học được gì hết á, nhưng họ không dạy mình được cái gì, nhưng mà nhờ họ mình học được bài học nhẫn nại, chịu khó. Cho nên khi Pháp Hòa đọc cái đoạn mà ngài Huyền Trang dạy cho vua nhà Đường, mình rất là tâm đắc. Và từ đó mình đem cái câu chuyện đó ra mình ứng dụng trong đời sống của mình. Cái việc gì người ta đến với mình, cái người này không có làm lợi ích gì hết á, đó,
họ không có làm lợi ích gì cho mình, nhưng mà nhờ họ mà mình có ích. Cho nên mình đó, người thân của mình đó, thật sự cái buồn là khi mình đối với người tu đó, mà mình buồn là khi mình đổ được một người khác mà mình không đổ được người thân mình. Đó là cái buồn. Tại sao? Tại vì nhưng mình đó là mình nói theo cái bình thường của mình. Còn nếu mình nói trên nghiệp lực phước duyên, nhiều khi mình không đủ duyên độ họ, nhưng mình cũng nguyện rằng có vị nào đó đủ duyên để độ cho người thân mình. Miễn sao người thân mình có người độ là mình được rồi. Cũng giống như mình có đệ tử vậy đó. Khi mình biết rằng cái khả năng mình dạy đệ tử mình tới đó thôi, nhưng mà ở nơi nào đó có cái môi trường đó, nếu mình là người thầy mình phải gửi đệ tử mình tới đó để cho đệ tử mình được học hỏi, để mở mang. Cho nên mà chính nhờ như vậy đó, Phật Pháp mới trường tồn. Thí dụ như cái thí dụ bây giờ cái người nào xấu đi thì họ cũng có sống hoài đâu, thời gian họ cũng phải đi. Thì khi họ không còn có mặt nữa thì những người tốt này bắt đầu người ta mới có cơ hội, người ta phát triển, người ta làm việc. Thì nhờ như vậy mới không mất. Chứ mình đâu có thể nào mình nói là bây giờ mình nhìn chung như vậy rồi mình bảo chúng sanh đừng có lo tu hành gì hết. Bây giờ trong chúng ai cũng chịu tu, một người còn tu thôi vẫn đỡ hơn không còn người nào nữa. Lỡ giờ tất cả bây giờ 10 người không tu, một người lẽ ra họ tu là đâu tốt rồi. Mai mốt người không tu họ không hợp thì trước sau họ cũng đi thôi. Thì chừng đó người tu còn ở lại phải lo việc đó. Bốn là liễu đạt hư không giới thanh tịnh. Là sao? Thế nào gọi là liễu đạt hư? Liễu đạt tức là mình đạt được một cách rốt ráo cái nơi chốn mà cái thanh tịnh của mọi việc, một của pháp giới này là gì? Đó là xưa nay không dính một việc gì hết. Nói theo ngài Lục Tổ Huệ Năng là bổn lai vô nhất vật. Xưa nay không dính bụi, xưa giờ không bị nhiễm ô. Ví dụ như sau này mình mới bắt đầu mới có bị ô nhiễm không khí môi trường, chứ trước không có. Hay là bây giờ ví dụ giờ ở Tây Thiên đi, không có xe cổ, không có hãng xưởng gì hết, thì đây là pháp giới thanh tịnh nè. Nhưng mình đi về cái phố thì có sự nhiễm ô. Thì hư không này xưa nay không một quý bộ, không có nhiễm ô, trong lành. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Mình phải biết rằng cái tâm mình á, xưa vốn nó không có nhiễm. Sở dĩ bây giờ nó nhiễm là tại khi bắt đầu mình lớn lên, mình có sự giao tiếp. Mà hãy giao tiếp nhiều nào dễ nhiễm đấy. Quý vị để ý coi, hồi xưa mình không có YouTube á, mình ít có biết nhiều chuyện đó. Không có chuyện gì mình biết á, mà khi mình biết là trên báo chí thôi. Và cái chuyện gì mình đọc báo chí là chuyện đã rồi, 2 tháng, 3 tháng. Cho nên cái tâm mình nó bình an lắm, mình bớt luận đàm lắm. Còn bây giờ hình như không có ngày nào không có chuyện để luận đó. Tại vì cái gì mình cũng biết hết á. Có thậm chí mà nó ghiền đến mức độ là mở mắt ra là bấm một cái coi chuyện what's going on, chuyện gì xảy ra. Để mình quá nhiều việc. Không phải là không tốt, nhưng mà đôi khi mình cũng phải nhìn lại để mình thấy rằng có cái giây phút nào đó chúng ta phải tạm dừng đi. Cho nên á, nếu mà trường hợp này quý vị nào mà đi dự khóa tu, những ngày nào mình cảm thấy mình không cần thiết phải đụng vào cái phone, đọc những tin tức, đọc những cái gì nữa, tạm dừng 2 ngày 3 ngày đi cho mình thư thản chút. Mình trở về mình sống lại với cái bản lai vô nhất vật của mình xưa giờ đi. Pháp Hòa nhớ em anh tin mình ở đó, lâu lâu hình như tháng có tờ báo một lần phải không? Tới hồi mà cầm tờ báo lên mà đọc á, là chuyện nó đã xảy ra đã hết trơn rồi. Tại vì cái vùng của mình nó hẻo lắm quá, nó không có những đài tivi tiếng Việt đồ này kia nổi. Cho nên việc gì mình xảy ra là mình cầm tờ báo tiếng Việt lên là việc nó đã xong.
Chứ tới hồi mình nói, chứ nó nói trời ơi chuyện lâu rồi mà ta khói ban nữa. Còn giờ nó nóng hổi à, cho nên toàn là hot news không. Ngày nào mình cũng tìm những tin nóng hết á. Nhưng mà mình càng nhiều chừng nào thì mình lại càng trong đầu mình, trong tâm mình nó nhiều thứ chừng này. Thì thôi giờ cuộc sống nó vậy là biết làm sao. Phóng lao thì phải theo lao. Ta cầm cái cây phong cây lao nè, người ta phóng một cái thì người ta phải chạy tới, đi chạy theo cái cây lao đó để coi nó rớt ở chỗ nào. Câu nó nghĩa là vậy đó, phóng lao là phải theo lao, tức là mình phóng ra cái rồi mình chạy theo, chạy coi cái lao rớt đâu. Mà giờ cuộc sống của mình là vậy. Mà thậm chí mình cảm nhận như là hình như mình không vậy thì người ta cảm thấy mình không có đúng hợp thời sao. Thôi thì nếu mà lỡ vậy rồi thì những ngày nào đăng ký khóa tu, vào khóa tu rồi thì mình giảm đi, bớt được là tốt. Mà nhất là mình đã vậy rồi, gặp nhau rồi còn bàn thảo nữa lại càng bận rộn hơn nữa. Rốt cuộc 3 ngày 4 ngày mình gặp nhau không có nói chuyện Phật Pháp. Thí dụ mình ngồi mình đàm đạo đi, bữa nay bữa pháp thoại đó, thầy nói như vậy đó, có chỗ này tôi chưa có hiểu và chỗ kia tôi sáng ra được cái ý gì, bàn với nhau, luận với nhau để tu tập. Mà hình như là thầy giảng nghe thôi, mà bước xuống là bắt đầu không còn chuyện gì của mình với thầy, nó không có dính vô gì nữa hết trơn. Cho nên gặp nhau là anh đi đường anh, là tôi đi đường tôi, không có vô được nữa. Tại vì mình ít có bàn luận cái chuyện đó. Cái chỗ gọi là liễu đạt hư không giới thanh tịnh là vậy đó. Tức là mình làm sao mình thông đạt được tất cả các pháp. Sở dĩ nó như vậy là tại vì nó có cái pháp khác nó vào thôi, chứ vốn nó không bị. Thì ngay cái tâm mình cũng thế. Thứ năm là thâm nhập pháp giới thanh tịnh. Tức là mình với pháp là một, quan sát vô biên tâm thanh tịnh. Cái tâm của mình đó, nó vô biên lắm. Vô biên là gì? Không có ngần mé. Chữ biên là biên giới, không có ngần mé. Nó đi dữ lắm. Ngồi đây là có thể đi khắp thế giới rồi đó. Tâm mình nó đi dữ lắm. Còn mình đó, đi có hạn thôi, tại vì cái chân của mình đi không nổi. Nhưng mà cái tâm mình không có tướng, có hình, cho nó đi trùng khắp hết. Nó đi Hà Nội, nó đi tất cả thế giới hết. Gọi là phóng tâm á. Bảy là cùng Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh. Thiện căn là căn lành. Làm sao mình có được những căn lành trong sáng. Chẳng chấp trước các kiếp thanh tịnh. Chính là quán sát tam thế thanh tịnh. Mười là tu hành tất cả Phật Pháp thanh tịnh. Chư Bồ Tát, chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ nơi mười thứ Pháp này. Có nhiều khi mình ngồi mình buồn, mình nói vậy nè: tôi không biết kiếp trước tôi là cái gì, sao đời này tôi khổ quá. Rồi có nhiều khi mình nói kiếp trước tôi, rồi mình bắt đầu mình chấp kiếp này nha. Tôi thấy đời này tôi cũng ăn hiền ở lành lắm, mà từ nhỏ tới lớn tôi đâu có làm hại ai đâu, mà sao đời này tôi khổ như vậy. Có nhiều vị con cái bất hiếu quá, nói tôi nhớ hồi nhỏ tôi có hiếu với cha mẹ lắm, mà sao giờ tôi sanh con tôi ra nó bất hiếu quá, thí dụ vậy. Thật ra không chấp vào kiếp này á, không dựa vào kiếp này nói á, thì bắt đầu thắc mắc kiếp trước. Nhưng mà thay vì mình, nếu mình khởi cái tâm như vậy cũng không sao. Nhưng mà đừng có thường xuyên cái bắt đầu nó làm cho mình trùng xuống và mình không có cái lối đi. Nhận diện nó thôi, rồi cuối cùng á, chúng ta phải trở về chúng ta tu tập. Phật tử gửi email về cho Hòa nhiều lắm. Mà 99% á, là mail khổ nhiều hơn mail vui. Có một cái cô gọi, cô nói:
Con biết thầy không có thích nghe chuyện vui của chúng sanh đâu, thầy thích nghe chuyện khổ không ạ? Mà mình chưa kịp trả lời. Tại vì cô nghĩ rằng là chuyện vui đâu cần gì nói, thì thôi cứ vui đi. Còn tôi, chỗ của tôi là chỉ giải quyết khổ thôi. Cũng giống như ai khỏe là đừng vô gặp bác sĩ. Bác sĩ là chỉ để những người bệnh thôi. Nhưng mà nếu mà mình vô, lâu lâu mình vô mình nói bác sĩ, trời tôi cảm ơn bác sĩ nghe, bữa bác sĩ cho tôi thuốc mà tôi uống tôi hết, ông bác sĩ ông cũng vui vậy. Bây giờ Pháp Hòa mới nói nha, ai viết mail xong là tổ tôi kiếp, bắt đầu nói kiếp này kiếp trước rồi nói đủ thứ hết. Xong rồi Pháp Hòa chỉ chốt lại, Pháp Hòa chỉ nói một chuyện thôi. Con người mình nó chỉ có hai việc hả? Một là phước, hai là nghiệp. Bây giờ mình nhìn vào những cái hoàn cảnh mình đang sống đây, quả thật á, mẹ cũng có nghiệp của mẹ, ba có nghiệp của ba, mình có nghiệp của mình. Rồi ba người, bốn người mình nó chụm với nhau luôn là một đống nghiệp mà không ai chịu giải hết á. Nếu mà ba chịu tu, mẹ chịu tu, mình chịu tu là khác à. Mà bây giờ hai người không tu mà có mình tu thôi, thì mình mới là cái người. Tại vì nếu mà các vị đó muốn giải nghiệp là các vị đó đã đi tìm phương, để tìm tới con đường rồi. Còn thằng này cứ sống khư vậy là họ đâu muốn không. Thì bây giờ như thế này, bản thân mình phải tự giải. Mà khi mình giải được cái nghiệp của mình á, mình nhẹ được cái nghiệp của mình rồi á, thì bây giờ á, mình chưa giải được người kia, nhưng mà trước mắt á, cái lợi lạc trước mắt là gì? Không có còn trách cha, trách mẹ, trách anh em buồn phiền gì nữa, mà mình nhận diện tất cả tội nghiệp là các vị đang sống trong cái nghiệp lực của mình. Nó chiêu cảm mà không thấy. Mình thoát ra rồi đó. Mình thoát ra rồi đó, cho nên mình nhìn lại mình thấy. Ở trong kinh á, có kể một cái câu chuyện á, là Đức Phật có nói á, giống như người ở trong nước mà nhảy ra khỏi nước vậy đó. Cái người nào mà khi nào mà nhảy ra khỏi cái nước rồi á, thì mới thấy được người ở trong nước. Còn mình ở trong nước với nhau là bắt đầu mình cảm bình thường. Cho nên Đức Phật nói mình làm sao mình nhảy ra khỏi nước. Quý vị nghe lại cái bài đó, người nhảy khỏi nước. Nếu mà cái nghiệp thì dính chùm hết, mà một người chịu tu là khác liền. Bây giờ đó, bây giờ tứ ví dụ thôi, đơn giản nhất trong gia đình mình ba hai vợ chồng, bây giờ giữa hai vợ chồng mà một người chịu tu thôi thì 10 lần gây, hồi xưa là gây đủ 10, bây giờ nhờ có tu rồi bớt rồi, còn có 8 mà nó khác rồi. Rồi tu lâu ngày hơn nữa là còn có 7 à. Nó phải có khác chứ. Có tu là phải có sự chuyển. Mà chuyển ai chưa biết, mà trước hết là mình chuyển mình. Ngày xưa là mình gây chiến tới cùng, bữa nay là không. Thậm chí đôi lúc mà mình nhận mình thua cũng được nữa. Để làm chi? Để yên nhà lợi nước. Hai quốc gia mà có một quốc gia cầu thân á, cầu hòa bình á, thì cái quốc gia kia họ sẽ chấp nhận mình là cầu thân. Mình cống hiến mỗi năm là mình làm thân với họ, thì họ không xâm chiếm đất nước của mình, vậy thôi. Cho nên cái này là chúng ta không có chấp trước các kiếp thanh tịnh, tức là cái tâm của mình nó trong sáng ở mọi việc. Khi việc gì nó đến mình rõ biết, dù mình có nói cũng không sao, nhưng mà đừng có nói hoài cái chuyện đó. Mình sống với cái nghiệp không, mình không biết cái cách chuyển nghiệp, không nên. Cũng giống như vậy nè, trời ơi tôi bệnh quá, mình biết mình bệnh mà không lo đi tìm cách chữa bệnh. Cái này là mình bằng lòng, mình sống với nghiệp mà không biết chuyển nghiệp, sống với bệnh mà không biết hướng cái bệnh mình nó đi tới chỗ khác. Cũng giống như mỗi lần mình đi ngang, này bao rác nè, cứ chỉ cái đó nói là bao rác mà không bao giờ giải quyết cái bao rác. Có không? Thiếu gì trong cuộc sống của mình? Thí dụ này, tôi nóng lắm ạ, đi đâu cũng khoe mình nóng hết á, mà không bao giờ tìm cách nào để mà giải quyết cái nóng của mình. Tôi sân lắm ạ, chồng đó tôi biết. Nếu mà mình biết mình sân thì mình phải tìm cách mình chữa sân.
thì cái đó gọi là người biết chuyển nghiệp. Đức Phật dạy á, có những người á, từ sáng đi vào tối, có những người á, từ tối đi ra sáng, có những người á, từ sáng ra sáng, và có những người từ tối đi vào tối. Thì thôi thử bây giờ mình kiểm lại coi mình là trong bốn dạng nào. Mình là dạng từ sáng đi vào tối, hay là từ tối đi ra sáng, hay là từ sáng ra sáng, hay là từ tối vào tối. Nếu mà mình khổ đó là mình từ tối, chuyển nghiệp là mình ra sáng. Còn mình đã sáng rồi, giờ ráng tu nữa là từ sáng ra sáng. Rồi có những người Phật dạy có bốn dạng nữa là gì biết không? Có những người trước khổ sau vui, có những người trước vui sau khổ, có những người trước khổ sau khổ, có những người trước vui sau vui. Mình khổ phải không? Ráng tu vui, đó là từ khổ, trước khổ sau vui. Còn giờ mình đang vui vẻ quá mà sống sao càng ngày càng khổ, này là từ trước vui sau khổ. Còn mà không biết gì nữa hết mà cứ đắm chìm như vậy là trước khổ sau cũng khổ. Đức Phật dạy nhiều cái dạng bốn bốn này lắm. Ví dụ như có những loại gì trong chính thì ngoài sống, trong sống thì ngoài chính, có những loại trong chính ngoài chính, có những loại trong xa trong trong sống ngoài cũng sống. Mình đọc trong kinh rồi mình thấy thích lắm. Và mình sẽ thấy rằng Phật cái gì Phật cũng nói trước hết, Phật giảng hết á. Giờ mình là người thừa hưởng. Hình như ngày hôm qua thầy Pháp Ân có nói thừa hưởng pháp phải không? Là kinh thừa tự đó. Mình kinh thừa tự đó, mình có thừa hưởng được những cái gia tài mà Phật đã để lại cho mình không? Thật ra cái khổ của mình có chứ không phải không đâu. Nhưng mà Đức Phật đã để lại cho mình những phương pháp diệt khổ đó của mình, một cá nhân mình thôi. Dư ăn 45 năm thuyết pháp. Rồi nói theo một cái bài sám là 45 năm thuyết pháp, hơn 300 hội nói kinh. 300 hội nói kinh cứu phàm ngu thoát khỏi mê tình. Bây giờ một mình khổ, không lẽ cả rừng giáo pháp đâu không làm gì được mình sao? Ngày hôm qua Pháp Hòa mới nói với chú Nguyên Lộc, nói trời ơi, hồi đó mà thầy mà có được cái bộ Đại Tạng Kinh là thầy mừng, thầy vui lắm lắm. Hòa Thượng Quyền Quang của mình đó, ngài đọc cái bộ kinh đó hai lần, là tại vì ngài ở tù á, bị giam lỏng đó, rồi ngài mới có thời gian ngài đọc kinh. Cái chú bộ viện như nói vậy thầy cần ở tù. Vui thôi, ở tù mới có thời gian đọc kinh. Giống như có một cô Phật tử viết cho Hòa cái thơ xong cái nói chúc thầy Pháp Hòa vô minh muôn năm. Vô minh muôn năm thay gì là có lẽ cô ý muốn cô nói gì anh minh hay là sức khỏe gì không, mà tại cô viết nhầm chữ, cô nói chúc thầy Pháp Hòa vô minh muôn năm. Thôi đại chúng mình sẽ nghỉ ngơi, chuẩn bị ăn trưa rồi buổi tối nay mình sẽ học tiếp. Một buổi nữa là mình học xong phẩm kinh này. Để chúng hồi hướng.